Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta xin bàn về cái nguyên tắc để xây dựng một cái căn nhà theo nguyên tắc của phong thủy. Thì nhà gồm có nhà vườn và nhà phố. Với cái thời buổi mà đất đai đắt đỏ và con người ta lại thích ở phố, nên hôm nay tôi xin phép được trình bày cái vấn đề của một căn nhà ở phố trước, tức là nhà ống. Nói nôm na nhà ống. Cái nguyên tắc để xác định một cái căn nhà để xây, mình quan tâm đến cái nguyên tắc của phong thủy, thì tôi xin nói trước một điều như này. Thứ nhất là đầu tiên là phải xác định cái tọa hướng. Cái thứ hai là cái thời gian thi công và kết thúc, tức là cái thời gian mình dự kiến khởi công. Thì trong dân gian phong tục thì vẫn thường chọn, thứ nhất là tháng nó không xung với bản mệnh, thứ hai là cái tuổi tác là được cái tuổi xây nhà, thứ nữa là được cái tháng đại lợi đấy. Còn nếu như mà tính theo cái thì người ta còn tính theo cái vấn đề là cái tiết khí mùa nữa, tức là cái hướng nhà đấy, cái thời điểm nào mà cái hướng đấy nó được vượng. Nhưng thôi, hôm nay trong một cái khuôn khổ giới hạn, tôi chỉ xin nói về cái vấn đề là góc độ, dưới góc độ đơn thuần nhất là theo dân gian vẫn thường làm. Hôm nay tôi xin nói về góc độ phong thủy đơn giản nhất, là nói về cái góc độ là làm theo cái trường phái phong thủy bát chảy, đơn giản là bát chảy nhé. Thứ nhất là cái thời gian thi công kết thúc, cái cửa nhà và cổng. Đây, nhà phố thì chắc là không có cổng rồi, nhà phố thì loại bỏ rồi. Cái nữa là cái lai lộ hành lang, cái lai lộ tức là cái đường đi vào nhà, người đấy gọi là lai lộ hoặc là hành lang. Cái yếu tố C, tức là yếu tố thứ ba là cầu thang. Cầu thang thì nó liên quan đến vượng cung và cung tốt. Đấy, yếu tố thứ tư là cung vị đặt vệ sinh, bể phốt. Đấy, cái cung vị đặt bếp và hướng bếp. Cái cuối cùng là ban thờ, hương hỏa và cung hướng. Còn đâu, những cái yếu tố, thí dụ như là cái người đông tứ trạch ở trên phía đông, trên cung tốt của bản mệnh, người tây tứ trạch ở trên cái phía tây, tức là những cái cung tốt của bản mệnh, thì căn cứ vào cái tọa hướng thì người ta căn cứ vào tuổi của chủ nhà nữa, người ta sẽ tính ra được bát cung, tức là tám cung, và cái vùng khí trường giữa gọi là cửu cung, tức là cái cung giữa gọi là trung cung, gọi là cửu cung. Thì bây giờ thì ta thì nói cái vấn đề sơ lược về bát cung thôi nhá. Thì trong một căn nhà thì bao giờ cũng chia làm 9 vùng khí trường.